Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Sip. Mọi người ơi, thì ngày hôm nay là buổi sáng ngày hôm nay là kết thúc một cái hành trình 7 ngày Hana ở Bafos cùng với khách hàng. Thì cũng như là cái video clip vừa rồi á, mà cái video clip mà có con mèo á, thì Hana cũng nói với mọi người là cái hành trình đó bắt đầu đi đón khách hàng ở sân bay rồi take care, escort khách hàng rồi các escort khách hàng rồi dẫn khách hàng đi xem bất động sản, đi ăn uống, đi tham quan ship rồi ký hợp đồng mua bán rồi đặt cọc rồi này kia trong cái chuyến đi lần này. Thì do là cái tính bảo mật của khách hàng á nên là cũng không có làm video clip để mà đăng lên trên YouTube public được đó mọi người. Nhưng mà trong cái khách hàng lần này thì rất là thân thiện, cả gia đình luôn, coi như là chị em bạn bè với nhau vậy đó. Thì hôm nay cập nhật nguyên cái hành trình của khách hàng ở ship ở trên Facebook với lại Zalo đó mọi người. Rồi sáng nào cũng vậy, mình thì đang ở khách sạn của công ty đó, thì cứ mỗi lần khách hàng qua là Hana sẽ đem hành lý, đem vali, cái kiểu đi theo khách hàng suốt một cái chuyến escort như vậy luôn. Nên là bỏ lại nhà rồi nè, nói chung là cái công việc này thì nó cũng phải đi như vậy á. Thì cái lần này khách hàng đi sang thì rất là thành công luôn, khách hàng chọn được cái căn nhà mà mình muốn. Nó vừa với cái số tiền mà ban đầu khách hàng chia sẻ với lại Hana. Thì bình thường khi mà Hana tư vấn khách hàng thì khách hàng nhắn tin hỏi Hana về những cái thông tin ở bên ship, những cái bất động sản ở bên ship, thì cái câu đầu tiên mà Hana hỏi khách hàng là tài chính của mình có thể đầu tư tối đa cho mỗi căn nhà ở bên ship là bao nhiêu tiền. Thì lúc đó là Hana bắt đầu là liệt kê ra những cái bất động sản mà nó đang tầm cái giá tiền đó đó, thì Hana sẽ gửi cho mọi người. Thì mọi người sẽ lựa chọn, đến khi mọi người lựa chọn được đó, thì Hana bắt đầu làm visa để cho mọi người sẽ đi khảo sát cái đó, và bắt đầu là mình đặt cọc, tiến hành thủ tục đăng ký ký hợp đồng mua bán rồi cái kiểu ở bên này, hay gặp luật sư này kia nữa đó. Thì bây giờ là mình đang chuẩn bị đi về mọi người. Sáng nay ở Bafos trời mưa, bây giờ là ở giữa tháng 1 rồi mọi người, nhưng mà không có lạnh nè. Mình đang mở cửa ngoài, sáng nào cũng có con này nó vô, lúc nào nó canh. Sáng á là khoảng tầm 6 giờ là Hana sẽ kéo cái rèm cửa ra, thì bạn này lúc nào kéo rèm cửa ra thì bạn màu đen này nè, cái bạn màu đen này nè, đây miêu, bạn màu đen này bạn sẽ đứng ở trước cửa để bạn đòi đi vô phòng chơi. Nhưng mà bạn đi vô phòng á thì bạn sẽ không cho ai vô nữa hết. Những con mèo này mà nó muốn vô phòng nữa thì bạn này bạn ra, bạn mặt ngầu lắm đó. Sao con không có cho nó vô đúng không hả? Ra tán đó đi, không cho mày vô. Hôm nay chị tao về rồi, tao phải vô đây với chị tao, dễ thương lắm mọi người, mập ú u à, sáng nào cũng vậy. Nên là đi ăn ở đâu mà còn dư đồ ăn là toàn đem về cho anh ăn. Với ảnh là chỉ nè, mà ảnh bự lắm. Đây là mèo hoang của ship đó mọi người. Mặt ú à. Lại đây coi, đi lại đây. Lại đây chị thương nè. Đừng quýnh chị nha, không có được quýnh chị. Ừ. Ngoan vậy chị mới thương. Mấy mốt nữa chị xuống đây công tác nữa cái chị ở đây. Ở đây nha. Trời mưa ở ngoài mưa lâm râm. Bé này muốn vô nhưng mà con màu đen nó không cho vô. Vô đi con, vô đây. Đây là come here. Meow, come here, come here. Đây là, come. Đi, vô đây. Sao vậy, không cho nó vô. Ích kỷ vậy à. Ở ngoài mưa lạnh, đi vô đây con. Đi. Đi vô đây. Ừ, ngoan dễ thương nè, đi vô đừng quýnh vậy nha. Ờ nó không sao đâu, kệ nó, không phải nhà của nó, cút đi con kia. Cút cả. Đi lại đây. Lại đây nè. Mèo hoang bên này đẹp lắm mọi người, dễ thương lắm. Mấy hôm nay mình ở đây mình cứ cho tụi nó ăn uống nè. Đó. Nên là giờ tụi nó cứ bu ra đây, cái con này nó dữ lắm. Ê. Nói nghe nè. Mèo. Mèo mèo mèo. Dữ. Mập, tao nói thôi rồi. Mèo hoang mà có cần phải mập vậy không? Ừ. Bây giờ thì đây là cái khách sạn mình ở. Chung là khách sạn này thì là khách sạn cũ rồi mọi người. Khách sạn này nó dành cho nhân viên của công ty đi công tác. Thì mình cũng đang có ý định là mình sẽ mua một căn nhà. Tại vì là mình đang thấy là cái mình đang thấy cái dự án Limassol Park này nè. Ở Limassol luôn á mọi người, nó đang rất là tiềm năng và giá của nó đang rất là ok. Nếu mà cái giá này ấy, mọi người không thể nào tìm được bất động sản ở Limassol nha. Ở đó bất động sản ở Limassol bây giờ nó sẽ không có cái giá này. Nhưng mà cái dự án này nó đã khởi công bao gồm 6 hay 7 block gì đó mà đã xây được 3 block rồi, còn 4 block block nữa. Thì cái giá của đang cái tiến độ xây dựng á nó đang rất là ok. Đó, tại vì khi mà mình mua cái trong tiến độ xây dựng á thì giá lúc nào nó cũng rẻ hơn khi mà mình mua thành công rồi. Và đây là cái bộ mặt của cái block nè đó, và đây là cái facility của cái Limassol Park. Thì tại sao mà Hana tính mua cái này là Hana để dành riêng cho mình để mình tham khảo cái căn 304 này, mình tính mình mua đó. Hana tính là Hana sẽ đầu tư cái căn này để cho thuê. Thì tại sao mà Hana muốn đầu tư căn này để cho thuê thì mọi người theo dõi cái bảng này của Hana nha. Đây đây là cái mà Limassol Park đó. Thì là một cái block của nó sẽ gồm có tầng trệt nè,
tầng 1, tầng 2, tầng 3 đó. Ở trên là giống như penthouse đó. Rồi ở bên sếp này nó không có xây nhà, mấy cái building cao tầng đó mọi người. Mình sẽ đưa xuống sàn nhà mình ngồi cho mọi người coi cho dễ cho sáng nha. Đó. Đây. Rồi đây là cái facility, là cái hồ bơi. Hồ bơi này là hồ bơi lớn nha. Còn đây là cái hồ bơi nhỏ dành cho trẻ em. Tại sao mà Hana nói là Hana thích cái dự án này và muốn đầu tư cái dự án này? Bởi vì cái tiền để đầu tư cái dự án này ở Limassol thì đang rất là thấp. Cái dự án này nó đang rất là rẻ luôn mọi người. Thì đây là cái ban công để nhìn xuống hồ bơi ha. Đây là những cái block xung quanh. Ê mày, cái con kia cút đi vô khác cho chị làm việc coi, tán chết à. Đó, đây là mấy cái block xung quanh thì mình sẽ nhìn thấy được cái hồ bơi. Nó giống như cái kiểu resort á mọi người, lifestyle, cái chất lượng cuộc sống này. Thì là nó nằm ở cái khu vực mà có nhiều cây xanh, thì ở nổi tiếng ở bên này là ô liu và cam á mọi người. Cái này á, cái brochure này á, nó giới thiệu về cái lifestyle trước, rồi sau đó thì mới tiến hành vô mấy cái đây. Đây là cái facility của cái dự án Limassol Park. Thì nó sẽ, khi mà vô thì mọi người sẽ gặp cái reception security. Thì là có nghĩa là cái dự án này không phải là ai cũng có thể vô được. Ở đằng trước là nó có cổng security, rồi có reception nữa. Thì vô mình sẽ, mình muốn gặp ai ở trong cái tòa nhà này á, thì mình phải liên hệ với reception security mới mở cửa cho mình thì mới vô được nha. Gate community là cái cổng á, cái cổng mà sử dụng để ra vô cái cửa, nó có cái remote đó mọi người. Property management, management là cái quản lý của cái dự án này. Rồi rental, rồi quản lý cho thuê, rồi dọn vệ sinh, rồi có một cái bar nhỏ bán cái thức ăn nhanh, rồi có một cái siêu thị mini market nhỏ đây, cái club and gym là cái một cái chỗ club house á, này bán rượu đồ này kia đó, với lại cái phòng tập gym, có spa nữa. Rồi có khu chạy bộ nè, children play area nè, là cái khu mà dành cho trẻ em chơi nè. Lancaster Garden là cái những cái kiến trúc về cây. Im hai đứa lộn đi. Cây xanh xung quanh nè mọi người, hai cái hồ bơi cho người lớn, một cái hồ bơi cho trẻ em. Extension sun, cái giường để phơi nắng, cái sân để đánh tennis, Sophie's car parking là cái bãi đậu xe. Rồi có một cái membership của cái thẻ vàng, member, cái thẻ khách hàng vàng, member của cái của laptop. Thì khi mà có những cái bất động sản hay là những cái dự án mà mọi người mua, hoặc là những cái facility, những cái giống như là nó liên quan tới laptop á, mọi người làm có membership á, thì mọi người sẽ được offer tới nhiều cái đó. Thì tiếp theo khi mọi người vô ha, thì mọi người sẽ nhìn thấy là Limassol Park là cái tên nè. Đây là cái security, là cái chỗ phòng bảo vệ nè. Rồi đây là cái cổng ha, cái cổng, cái cửa. Thì mình sẽ đi vô trong cái dự án này. Dự án này cũng lớn đó mọi người đó. Mình sẽ cho mọi người xem là tại sao mình lại đâu muốn đầu tư cái dự án này. Mình làm cho nhiều công ty nha, mình đi gặp nhiều cái dự án giống rồi, nhưng mà Hana bây giờ mới chính thức là tìm được một cái dự án mà mình thấy có tiềm năng và mình dự định mình sẽ mua cái dự án này. Nên là mình lấy cái căn nhà 304 này để mình về nói chuyện với thầy để tham khảo, để mà mình đầu tư cái căn này. Bởi vì cái như thế nào thì mọi người coi hết đây thì mọi người sẽ hiểu là tại sao Hana muốn đầu tư nó. Đây là những cái chi tiết mà ở trong nhà nha, ví dụ như là phòng này là phòng master bedroom, thì nó sẽ có một cái chỗ mà sink, double sink for him và for her, và cái bathtub đó. Đây là cái mà Hana muốn cho mọi người xem. Thì cái Limassol Park này nó nằm rất là gần cái casino The Dream of City. Casino này là một cái casino mà lớn nhất ở châu Âu luôn mọi người. Casino lớn nhất ở châu Âu. Đây là casino nè. Đó, lớn nhất ở châu Âu, và những cái facility nó nằm gần casino này, có gồm giống như resort rồi cái kiểu. Nó casino resort. Có 300.000 người du lịch mỗi năm để đến cái casino này, và có 4.000 cái công việc dành cho những cái người mà làm việc, tạo cơ hội việc làm cho 4.000 người đó. Cái mang lại cái GDP cho cái đảo Sip này là 4% đó mọi người. Nói riêng cái casino ở Limassol này là như vậy, là có, nó sẽ thu hút 300.000 người khách du lịch mỗi năm, và nó sẽ tạo điều kiện cho 4.000 người có công việc làm, và mang đến 4% GDP cho cái đảo Sip này. Thì cái dự án Limassol Park này nó lại nằm gần cái Maimon là trung tâm thương mại. Thì cái
cái casino này á, nó sẽ bắt đầu khai trương vào tháng 4 năm 2023, thì còn khoảng 3 tháng nữa là nó sẽ khai trương. Thì bây giờ nó đã đang tuyển nhân viên nhiều lắm rồi. Thì á, là từ cái Limassol Park này á, là mình muốn đi đến cái mình muốn đi cái casino này, thì mình sẽ đi qua cái trung tâm thương mại Maimon. Thì cái này nó quán tư nó đã khai trương rồi, thì bắt đầu là cái Maimon này nó sẽ xây dựng lại và lớn hơn đó. Rồi cái công viên nước nữa cũng gần ở cái đó, và có hai cái tennis court, là hai cái sân mà tập tập gót, tập đánh đánh gót nữa mọi người. Nó nằm gần ở đó luôn, nó nằm gần ở casino Maimon Water Park với lại sân đánh golf. Nó nằm gần cái chỗ mà cảng tàu luôn mọi người. Cái cảng tàu này là cái cảng tàu mà những cái tàu mà du lịch lớn nè, rồi những cái tàu mà container đồ này kia vận chuyển hàng, nó lại nằm gần đó luôn. Đó, còn đây là cái dự án Blue Marine là của công ty laptop. Thì mọi người thấy cái tiềm năng của cái căn chung cư Limassol Park này, nó nằm gần hết tất cả những cái này luôn. Chỉ di chuyển từ chỗ này tới chỗ kia khoảng 2 phút lái xe thôi mọi người. Và nó nằm gần bãi biển nổi tiếng là Lady Mai luôn, Lady Mai luôn đó. Nên là tại sao mà Hana lại đầu tư cái này. Mình là người ở bên này, mình sống ở Limassol luôn, rồi mình chưa có thấy là cái giá của cái nào nó rẻ như cái căn những cái căn chung cư của Limassol Park này luôn mọi người. Nó nằm gần lắm. Đây, Limassol Rin Golf Resort là từ cái dự án Limassol Park này á, là tới đây chỉ có 2 phút lái xe, rồi lái xe tới cái casino là 5 phút, lái xe tới Maimon là 5 phút, lái xe tới cái Dubai World Terminal là cái chỗ mà đậu những cái du thuyền của Dubai mà để đi du lịch toàn thế giới là 7 phút, đi tới Limassol Marina là gần cái khu mà Hana đang ở hiện giờ là 10 phút, 6,5 km nè. Đó, đi tới Old Town là 10 phút nè. Những cái shop lắc đồ nè, nhà cái hồ muối nè, 4 4 4 phút lái xe là 2,5 km nè. Lady Mai là cái bãi biển Lady Mai thì 7 phút nè, là 4,5 km nè. Rồi Fasori Water Park là đi tới cái chỗ mà công viên nước là có 2 phút thôi nè. Limassol Blue Marine là đi tới có 10 phút thôi nè. Đó. International Private School là nằm sát bên có 800 m thôi. Bus stop là có sát bên luôn có 600 m là tới cái xe trạm xe buýt rồi. Đó. Rồi store, rồi clinic đồ này kia là có 600 mét thôi là có rồi. Primary and secondary school là 3 phút là có 1,5 km là tới trường nè. Primary là 800 mét nữa là tới trường luôn nè. Trường cấp 1, cấp 2 là có 1,5 km với lại 800 mét là tới nè. International school là có 800 mét là tới luôn nè, thấy không? Nó nằm rất là gần tất cả những cái trường học nè, những cái chỗ mà nổi tiếng ở bên đảo Sip nè. Đó, thì nó nằm hết gần sát bên luôn. Đây, đây là cái mà Limassol Park này, cái dự án Limassol Park này. Thì cái này ấy, khi mà nó làm ấy, thì nó chưa có in rõ. Thì đây là cái casino nè, từ Limassol Park này lái xe tới casino nè đó, rồi tới cái công viên nước nè. Rồi International School nó sẽ nằm ở đây nè, lái xe ra là tới nè. Rồi cái sân golf của Limassol nè, biển Lady Mai nè đó, Maimon nè. Mọi người nhìn ở này nhìn thấy xa chứ ở thực tế nó gần lắm, chỉ cần lái xe ra cái khu dân cư này thế là tới. Mà cái này nó chụp từ lúc mà cái khu dân cư này nó chưa có, tại vì Hana đã đến đây rồi đó. Mình đi theo cái đường này chạy vô là tới, nó gần lắm rồi hả. Nằm gần Lima Marina thì Hana hiện giờ Hana đang ở ngay chỗ này đó, thì chạy tới đây là 10 phút. Đó là cái lý do mà tại sao mà Hana muốn đầu tư cái dự án này là vậy đó. Đây là cái master plan, là cái bản master là toàn bộ cái dự án. Thì là đây là cái cổng mà mọi người vô, là cái security security guest ở đây nè, mọi người đi vô ha. Thì sẽ những cái block, đây là những cái block đó, 1, 2, 3, 4 nó có tên của những cái block, nó đặt tên riêng đó. Margarita nè, bây giờ đang hình như là Hana đang là chọn cái block Margarita này Hana mua nè. Thì tầng của Hana là tầng số 3 và tầng nhà là 304, sẽ nhìn xuống cái hồ bơi. Thì mình chọn cái căn này tại vì nó xây 3 block này xong rồi, bây giờ cái này nó đang trong tiến độ xây dựng đó mọi người. Đó, thì trong còn cái khu này ha, thì có hồ bơi nè, hồ bơi cho trẻ em nè, thấy không? Rồi đây là cái block khác nè, những cái block khác nè, cái sân tennis nó nằm ở đây nè. Đó, thì nó sẽ có những cái club house ở trong này, phòng gym ở trong này, những cái chỗ mà cho trẻ em chơi rồi này kia nó sẽ nằm hết ở trong cái khu vực này luôn. Đó, rồi đây là những cái cây nó sẽ trồng xung quanh. Thì này gồm có gate entry nè, là cái cổng đi vô nè, cái resident club là cái club này chỉ dành cho những cái người mà sinh sống ở trong cái dự án này hả. Rồi có cái quầy lễ tân nè, có cái bar đồ ăn nhẹ nè, có cái siêu thị tiện lợi nhỏ nè, có phòng tập gym nè, có spa nè, sauna, steam bath và treatment room nè. Sauna, steam bath đồ này kia đó là mình sẽ được
xài. Mình là công dân ở trong này thì mình sẽ được đi tới phòng sauna steam bath này mình xài. Còn treatment room này là mình sẽ trả tiền cho cái người mà therapist với cái người mà làm massage cho mình thì mình sẽ trả tiền cho người ta. Còn cái mà sauna với steam đồ này kia là mình sẽ xài không có tốn tiền. Những cái giống như gym cũng không có tốn tiền. Đó. Hồ bơi cho hai hồ bơi lớn, hai hồ bơi nhỏ. Cái private landscape area and skid area là cái chỗ mà cái cây xanh garden đó, với lại cái chỗ mà vui chơi cho trẻ em nè, rồi cái sân golf nè. Đó. Nói chung là cái dự án này là rất là có tiềm năng cho thuê, tại vì nó nằm gần casino thì ở đó mọi người thấy là nó thuê tới 4.000 nhân viên thì nó sẽ có, tại vì cái hôm mà mình đi tới cái dự án này thì chủ của cái người mà quản lý casino đó đi tới thuê hẳn một cái tòa luôn để cho nhân viên ở. Thì cái căn của Hana là giá là 230.000 và một phòng ngủ, thì giá cho thuê một phòng ngủ ở cái khu đó bây giờ là 1.200 một tháng á mọi người. Mình sẽ vô mình coi cái sơ đồ của cái căn của mình cho mọi người xem nha. Đây, cái căn của Hana đó là cái coverage area, là cái cover là cái có nghĩa là cái những cái mà ở trong nhà giống như living room, phòng làm lọt lòng, gọi là lọt lòng, là 48 mét vuông. Rồi cái cover veranda, cái cover veranda là cái này, là cái mà ở ngoài phòng khách đó, mình mở cửa phòng khách ra thì cái có cái ban công á, cái ban công nó lớn lắm. Ban công nó là 3.2 mét đó. Còn uncover veranda là cái ban công mà không có cái mái che, là nó là những cái ban công phụ luôn này kia đó, là tổng hết luôn là 5.6 mét. Với cái common area có nghĩa là cái khu vực mà bãi đậu xe của mình á là 7.2 mét, thì tổng hết diện tích của sử dụng của cái căn hộ một phòng ngủ của mình đang muốn mua là 58.40 mét vuông đó. Thì đây là cái cửa vào, thì cái từ cái cửa vào á mọi người sẽ gặp được cái nhà bếp. Đây là khu vực bếp nè, ở đây là mấy cái bàn ăn nè. Từ khu vực bếp đi vô á thì cái nhà này nó sẽ rơi vào khoảng tầm cái này là 4.5 2.7 1 2 3 khoảng tầm 4 mét ngang, 4.5 4 mét ngang mọi người. Đây là cái bản vẽ này. Nói chung là vô là mọi người sẽ gặp được cái khu vực mà phòng khách nè đó. Sau đó thì mình mở cửa ra là mình gặp cái ban công của mình. Ban công rất lớn, và từ cái ban công này cũng có cái cửa đi vô cái phòng ngủ. Thì đây là mình đi vô cái phòng ngủ thì mình sẽ gặp được cái tủ quần áo đó. Mình vừa bước vô cửa phòng ngủ cái đây thì mình sẽ gặp cái tủ quần áo, và đây là cái chỗ mà nhà tắm, nhà vệ sinh. Đây là cửa đi vô phòng ngủ đó, thì cũng có cái ban công bé ở nằm ngay cái phòng ngủ này. Nên là cái căn hộ phòng ngủ này nó rất là rộng, nhìn rất là rộng luôn. Giá của căn này là 203.000, thì 230.000 cộng với VAT, 19% VAT với mình cho thuê mà. Và đây là cái khu vực marina này mọi người. Cái này trên video clip mình hay quay cái chỗ này marina. Ngày Hana cũng có mấy căn ở trong marina này bán giá rất là đắt luôn, toàn là 1.000.000 không, 1.000.000 là ít nhất. Ở đây là những cái mà giới thiệu về đảo ship đó. Đây là Limassol, thì mọi người sẽ nhìn thấy Limassol nó rất khác với Paphos. Thì cái bất động sản cũng như Hana nói rất là nhiều lần, Limassol là một cái thành phố kinh tế của đảo ship, thì bất động sản ở Limassol nó rất là đắt, giá rất là cao. Cái khu vực này là cái khu vực Molos nè, cái nhà hiện giờ Hana ở nó nằm ở ngay chỗ này, đối diện với công viên Molos đó. Thì đây là cái khu vực mà đường biển, mọi người nhìn thấy không, ở đây là cái tòa Blue Marine của công ty laptop đang xây dựng để bán 11 phòng ngủ. Đây có giá khoảng tầm 600 mấy, 680 cho một phòng ngủ. Hướng của nó là hướng ra ngoài cái cảng tàu mà container đồ, cảng tàu vận chuyển đó mọi người. Đây là toàn cảnh của một cảnh của cái Limassol. Đất thì chật, nhà thì đông, rồi mùa đông cũng như mùa hè lúc nào nó cũng đông người, đông xe cộ hết. Nên là vì sao mà cái giá cho thuê ở Limassol này nó cao, vì cái giá nó cao nên là cái bất động sản ở Limassol thì nó rất là cao. Nhưng mà giá của cái Limassol Park này thì rất là ok. Đây chính xác, đây là quán cà phê ngoài. Để coi nhà của Hana ở đâu nha. Đây là đây là quán cà phê Thalasaki. Đây là quán cà phê Thalasaki, thì cứ băng qua đường là đụng tới nhà mình băng qua đường là đụng tới, ngày nào mình cũng đi tới khu vực này hết. Jerry ngày nào cũng đi toilet ở đây. Đường biển Limassol. Ở đây là cái mà giới thiệu về công ty laptop. Công ty laptop thì có 60 năm thành công rồi. Thì công ty này thì có rất là nhiều cái dự án. Rồi và thuê khoảng 1.500 người. Rồi nói chung là rất là nhiều, quản lý nhiều bất động sản, nhiều cái hotel. Rồi nói chung là chỉ là giới thiệu thôi đó mọi người. Nói công ty nào thì nó cũng giới thiệu nó là nhất hết. Thì mình cũng không có đi sâu vào cái vấn đề này, ai nhất ai nhì hết trơn á. Nhưng mà mình đi coi bất động sản, mình bán bất động sản thì mình sẽ so sánh với cái giá của bất động sản mà, và cái location của cái bất động sản đó, rồi cái tiềm năng của cái bất động sản đó như thế nào, thì mình chỉ coi mấy cái đó thôi, chứ mà không có coi mấy cái nó giới thiệu nó là nhất, nó là nhiều gì hết trơn. Cái đó thì giống như Hana cũng nói Hana là nhất được luôn á.
Thì cái này là giá 230.000. Đó, thì mình đang tham khảo cái này, có tiến độ xây dựng luôn. Đó, nên là ý, có tiến độ trả thanh toán tiền rồi này kia luôn. Nên là mình đang coi cái này, mình coi để mình sẽ đầu tư cái căn nhà này 304 bằng số 3 của cái Margarita, căn hộ cái block Margarita đó mọi người. Thì là do là mình đi mình làm cái công việc này thì mình cũng có nghĩa là mình cũng xem thử coi là những cái nào tiềm năng, những cái nào phù hợp để đầu tư thì mình cũng sẽ bỏ ra để đầu tư đó. Thì mình sẽ đầu tư để cho thuê chứ mình cũng không có ở. Hai vợ chồng mình bây giờ đang ở cái căn hộ nằm gần với lại cái shop massage nó đối diện luôn để dễ quản lý công việc. Tại ngoài công việc này ra thì mình cũng có một cái shop massage cũng đã hoạt động được 4 năm rồi mọi người, và trộm vía thì hoạt động rất là tốt đó. Bây giờ là mình đang chuẩn bị hành lý để mình đi về đó. Xếp đồ đồ này kia để đi về. Con mèo thì đi bị đuổi đi rồi. Đây đi 6 ngày đem hết tất cả những gì ở nhà, đem hết. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết cái video clip ngày hôm nay. Cái video clip mà Hana chia sẻ với mọi người một cái tin vui là Hana sẽ đầu tư một cái căn chung cư một phòng ngủ giá 230.000 cộng với VT. Mà mọi người ơi, ở đây cái dự án này hiện giờ luôn mọi người là có một cái căn 195.000 cho một phòng ngủ, nó nhỏ hơn cái căn mà Hana chọn tí. Nó mà nó có 195.000 thôi, nhỏ hơn khoảng tầm 2m thôi mọi người, 2m lọt lòng thôi. Đó là nó 195.000. Cái này cũng ok lắm luôn để mà mình đầu tư cho thuê đó, thì nó khoảng rơi vào khoảng, nếu cộng với lại VAT rồi này kia luôn, rơi vào khoảng tầm hơn 5 tỷ chút xíu à. Đó nên là căn một phòng ngủ thì từ 1.000 đến 1.200 mình cho thuê rất là dễ ở khu vực này luôn đó. Mà giá của cái căn mà còn ở trong căn một phòng ngủ còn lại, căn mà thấp tiền nhất là 195.000 luôn á mọi người. Nếu mà ai mà có permanent resident ở ship rồi á thì mọi người mua nó cũng rất là dễ dàng, còn nếu mà ai chưa có thì cái này cũng có thể làm slow track được, nhưng mà nó chờ hơi lâu cho cái permanent resident, cái PR là 24 tháng lận, nó hơi lâu đó. Nhưng mà để đầu tư thì rất là ok, Hana rất là thích cái dự án này luôn. Nên là Hana sáng nay để làm một cái video clip chia sẻ với mọi người để nếu mà ai mà có ý định đầu tư ở ship thì có thể đầu tư cùng với Hana, mua cùng cái dự án với Hana, thì mình là người ở bên này mình biết nên là mình chọn cái này để mình đầu tư. Cái căn này của mình là 230.000 đó. Tại sao mình không chọn cái căn kia, bởi vì căn kia nó hơi nhỏ hơn chút, nhưng mình thích cái căn này bởi vì khi mà mình mở cửa ra, mình mở cửa cái phòng ngủ ra cái này mình sẽ thấy cái closet là cái mà tủ đựng quần áo luôn. Thì Hana là cái người mà rất là thích trang trí nhà cửa, nên là mình tưởng tượng được trong đầu mình sẽ trang trí cái nhà mình như thế nào, đặt nội thất như thế nào, thì mình lại thích cái căn này hơn đó. Rồi Hana với lại thầy lại thích những cái căn mà nằm ở trên cao, thì căn của Hana là nằm ở tầng 3, thì ở trên là penthouse rồi đó. Thì mình lại thích ở trên cao nữa, nên là mình quyết định mình chọn cái căn 230.000 này. Nhưng mà ở trong dự án này nó còn một cái căn cũng một phòng ngủ nhỏ hơn cái căn của Hana chọn chút xíu thôi, có 2m thôi, mà nó là 195.000. Nên là nếu mà hiện giờ anh chị nào mà nhìn thấy cái video clip này mà muốn đầu tư á, thì mọi người có thể liên hệ với Hana. Tại vì những cái căn ít tiền như này á thì rất là khó để tìm ở trên Limassol, là hình như là không có luôn mọi người đó. Mà cái tiến độ xây dựng của nó là 20 tháng, nên là nếu mà 195.000 này mọi người có thể trả trước có 30% thôi, rồi sau đó còn lại thì mình bắt đầu là chia ra đến tiến độ 20 tháng, thì mỗi tháng chạy ra mình khoảng tầm 50-60 triệu mỗi tháng là mình đã trả được hết cái căn đó. Sau 20 tháng là mình đã thanh toán hết cái căn đó rồi, nên là mình tính cái kinh tế của mình thấy ok hợp lý đó chứ, nên là mình quyết định đầu tư đó. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video clip này, bye bye mọi người nha. Bây giờ Hana chuẩn bị thay đồ rồi, bỏ đồ sắp xếp đồ đang đi về, 9-10 giờ là mình phải đi rồi, phải trả phòng rồi đó. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video clip tiếp theo nha, bye bye.